hai quyển này là dạng bo bút mà có 500. Mình sẽ miếng 500 nó dày, mình sẽ gắn vô đây. Đó. Ví dụ ở cục đua này. Quyển này hay lắm nè. Các bạn sẽ gắn như vậy, các con sẽ gắn như vậy và chơi tưởng tượng rất là tốt luôn. Quyển này chơi tưởng tượng rất là tốt. Rồi, quyển này là size to nhất trong cái bộ sách này. Và đặc trưng của cái bộ này là nó sẽ có những cái gọi là keyword hoặc là những cái từ điển nhỏ ở đằng sau sách như thế này. Đây, hướng dẫn cho con nè. Rồi, quyển này cũng vậy nè, mọi người thấy không? Mấy cái quyển to, size to này là thường nó có đĩa CD. Nhưng mà mình có một cuốn còn CD thôi, một cuốn thì hết rồi. Đó, hình ảnh rất là đáng yêu. Các bạn nào mà mê xe, mê dụng cụ này nọ các kiểu là ghiền cái bộ này lắm nè. Về chủ đề biển, đại dương, về chủ đề xe, công nông, cơ giới nè. Mọi người thấy không, nó sẽ có những cái dạng từ điển như thế này, từ điển hình ảnh này, chủ đề rừng mưa nhiệt đới nè, rất là đẹp. Sport hết rồi.